Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những giò lan đẹp để cho các bác sưu tầm nhé. Mỗi giò nó khác nhau nha các bác nhé. Rồi, bác nào lấy cái giò này, lá cũng gần được 5 cm thôi nha các bác nhé. Bảo hành cho các bác này, một cái giò, một mẹ hai con này, hoa phân nhánh nha các bác nhé. Hoa phân nhánh nha. Đây, hoa phân nhánh em vẫn cắm ở đây này các bạn này. Phân làm ba luôn nha. Một giò cáo phân nhánh như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Cho hình số 1 nha. Đây, số 2 này, sơn thủy tiên họng đen này, một cái giò như thế này. Đấy. Cũng khá là đẹp nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho hình số 2 nha. Số 3 này. Đấy các bác nha. Số 3 này. Một cái giò cẩm báo nha. Toàn cây to nha. Cây to nha. Như thế này nha. Cái này thì nó em trồng nó đã chạy rễ như này rồi nha. Xanh mướt như thế này. Bây giờ nó không bị xuống lá nữa các bác nhá. Một giò như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha, 5 cây nha. Cho hình số 3. Số 4 này. Vẫn cái này là sơn thủy tiên họng đen này các bác này. Đấy, sơn thủy tiên họng đen này. Một giò sơn thủy tiên họng đen như thế này các bác nhá, khá là đẹp rồi. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 650.000 nha các bác nhá. 650.000 nha. Cho hình số 4. Số 5 này các bác này. Cái giò này thì lại khác nha. Cây to đều đẹp nha. Bác nào lấy cái giò này, hàng một dề đấy nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha. Đó. Cho hình số 6 nha. Đây, số 7 này. Một cái giò cáo như thế này các bác nhá. Cáo nó xịn, giò lây trâu. Đó. Toàn cây to đây nhá. Một giò như thế này 7 cây nhá. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 600.000 nha. Này, quá to đẹp luôn. Cho hình số 7. Đây các bác này, một cái cây cáo như thế này, à trồn như thế này, cây to nhá. Đôi 4, 6, 8, đôi 4, 6, 7 cặp lá nhá, 7 cặp lá nhá. Đây các bác này, dễ này, đấy các bác phải về, các bác chăm cây nó phải như thế này. Đấy, dễ nó nhiều như thế này. Một mẹ hai đằng con nhá các bác nhá, một mẹ hai đằng con nhá. Một cây như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 800.000 nha. Bị lỗi một lá này nha các bác nha. Lỗi một lá này nha. Đấy. Nó cái cây này mà không lỗi cái lá này thì không phải là giá đấy luôn các bác nhá. Cho hình số 9 nha.
số 10 này, một giò chồn như thế này các bác nhá. Đó. Như này nhá, bác nào lấy cái giò chồn như thế này em để cho các bác với giá là 500.000 nha, nguyên bản với lại em trồng thêm vào nhá các bác nhá. Đấy, thuần hết rồi, đẹp rồi, cây khá là to, 500.000 nhá. Cho hình số 10. Số 11 này các bác này. Một cái giò trồng trên giớn như này nha các bác nhá. Đây nhá. Đấy, khá là đẹp. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nhá. 300.000 nhá. Đấy. Cho hình số 11. Đây, cáo ít tiền đây các bác này. Một giò cáo Lai Châu như thế này. Đấy, dân nó trồng này. Cái này các bác về các bác cho vào một cái chậu cũng là ok nhá. Cái này là hai con của nó ấy, các bác ạ, hai con của nó ấy. Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 150.000 nhá, 150.000 nhá. Một mẹ hai con đấy nhá. Cho hình số 12. Đây, số 13 này các bác này. Đấy. Cáo này là cáo nguyên bản đấy nha các bác nhá. Hai cây này cây nguyên bản. Cái cây này là ở một cái cục giớn trồng thuần lâu rồi. Xong là em ghép nó vào đây. Như thế này, ba cây. Bác nào lấy cái cây này, giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nhá. Cáo xịn sò Lai Châu nhá. Cho hình số 13. Đây, một cái giò hạc vĩ trắng như thế này các bác nhá, hạc vĩ trắng nhá, bảo hành nhá. Bác nào về thay chậu về cho em nhá. Một giò hạc vĩ trắng như thế này em để cho các bác với giá là 200.000 nhá, 200.000 nhá. Cho hình số 14. Đây, em có một cái giò này nha các bác nhá. Bác nào muốn xem mặt hoa em vẫn còn mặt hoa nhá. Đấy, một giò đùi gà tròn hàng một dề. Hoa tím lịm luôn nhá. Hoa tím lịm luôn nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.500.000 nhá. Em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Bảo hành mặt hoa nhá. Tím nhá. Cho hình số 15. Đây các bác này. Số 16 này các bác này. Một giò quế trắng tháng 8 như thế này các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nhá. 700.000 nhá. Được độ 3 5 8 cây nhá. 700.000 nhá. Cho hình số 17. Số 18 này, long tu đá nhá, nó đang xuống lá rồi nhá các bác nhá. Ở miền Nam thì cái loại này với lại gà giếc là nó sẽ nở Tết nha các bác nhá. Loại này với gà là nó nở Tết. Nên là các bác sưu tầm trước là tốt nhất. Còn đến lúc mà nó nhiều hoa rồi thì cao lắm các bác ạ. Đây nha. Một giò long tu đá như thế này bác nào lấy, em để cho các bác với giá là, nó dài cái thân này này, nó dài được 45 cm nha các bác nhá. Này các bác nhìn này. Đó. 400.000 nha. Cho giò số 18 nha.
cái nào phải không phụ ấy cứt cơ. Đây các bác nhá, một giò giá hương tam bảo sắc như thế này, toàn mẹ con thôi. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha, giá hương tam bảo sắc nha. Đó. Đó. Về sẵn treo thôi, nguyên bản từ rừng nha. Cho hình số 18. Đây là số 19 nha các bác nha. Ba thân hoàng thảo kèn Lai Châu nha các bác nha. Ba thân hoàng thảo kèn Lai Châu như thế này. Bác nào lấy cái giò này nha, em để cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Nó dài được khoảng tầm 70 đến 80 sen nha các bác nha. Cho hình số 19. Số 20 này các bác này. Đấy, cái cây lá to chưa? Mà lá của nó lá cũ này các bác này. Bé tí tí. Đấy, một cái cây như thế này. Bác nào lấy thì em để lá được 5 sen này nhá các bác nhá, lá được 5 sen này này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Cho hình số 20. Số 21 này. Một cái giò cáo thuần như thế này nhá. Thuần nhá. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Em chưa bao gồm phí cước nha các bác nha. Cho hình số 21. Số 22 này các bác này, một cái giò hoàng thảo kèn hai thân như thế này. Nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá. Đấy. Bác nào lấy cái cây này, em năm ngoái chỉ có một thân hoa này thôi, như năm nay là có hai thân. Đấy. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha, hoàng thảo kèn Lai Châu nhá. Cho hình số 22. Đây, các bác này nhìn em mới trồng rồi các bác ạ. Em mới cho vào chậu rồi, như nó là nguyên bản nha các bác nhá. Này. Các bác nhìn cái cây em trồng thì lá nó rất là đẹp như thế này. Đấy, lá rất to nhá. Nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá. Hai cây như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 nhá. Cho hình số 23. Số 24 này vẫn là em trồng hai cây nha các bác nhá. Em trồng hai cây như này. Đó. Bác các bác về chỉ sẵn về chăm nó để năm tới ra hoa nha các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho hình số 24. Đây số 25 này. Một thân kèn đây này. Đó, một thân kèn nhá, nguyên bản nhá. Bác nào lấy cái thân này, em để cho các bác với giá là 280.000 nhá. 280.000 nhá, được có hai quả đây nữa nhá. Đó, 280.000. Cho hình số
26. Đây, số 27 các bác nha. Chồn nha em đây nha. Đấy, nó ở dân nó nuôi này. Nó cứ có cái con sâu nó ăn lá này các bác này. Đấy. 4 cây nha. Bác nào lấy cái giò này, cây to nha, em để cho các bác với giá là 450.000 nha. 4 cây nha, 450.000 nha. Đẹp nha, thuần lâu rồi. Cho hình số. Đây em mời các bác ngắm phi điệp vàng nha em nha các bác nha. Đỏ rực luôn nha. Đấy. Đẹp chưa? Đấy. Nó là hàng một dề nên là đây còn là có hai thân này là nó chưa ấy đâu. Chưa nở đâu. Còn đây nó sẽ đều đều nhau như thế này các bác nha. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 350.000 nha. Hoặc lấy 300. Ở miền Bắc thì có khả năng là vẫn được chơi hoa như cho giò số 28. Số 29 này các bác này, một cái giò kiều dẹt nha, kiều dẹt nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Đấy, đây này, nó như thế này. Nụ mầm gốc đây nhá, lại lên tiếp này. Cái giống này nó lên liên tục các bạn, 4 mầm gốc luôn. Cho hình số 29. Số 30 này các bạn này, một cái giò tròn như thế này. Đẹp như thế này nha. Bác nào lấy 5 cây nha. Em để cho các bác với giá là 380.000 nha. 380.000 nha. Cho hình số 30. Số 31 này, một cái giò kiều dẹt như thế này. Đấy. Một giò kiều dẹt như thế này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha. Quá nhiều mầm luôn. Cho hình số 31. Đây, số 32 này các bác này. Một cái giò dáng hương tam bảo sắc, lá xếp nha, đẹp nha, như thế này. Đó, con nó ở trên này nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Cho hình số 32. Số 33 này. Một giò kiều dẹt như thế này. Đấy, hàng rừng nha các bác nha. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 33. Đây em còn cái cây cáo hoa phân nhánh mà siêu dài luôn nha các bác nha. Bác nào lấy cái cây này em để cho các bác với giá là 350.000 nha. 350, hồi lấy 300 đi. Vì là nó bị cháy lá như thế này này. Đó. Cho hình số 36. Số 37 này, sơn thủy tiên nha. Hàng sơn thủy tiên thường thôi. Đó. Một giò sơn thủy tiên như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho hình số 37.
Đây số 38 này các bác này. Đùi gà tròn nha các bác nha. Đây. Đấy, thân nó to như thế này. Thuần đẹp nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 thôi. 250.000 nhé. Cho hình số 38. Số 39 này các bác này. Một giò hoàng thảo kèn nguyên bản từ rừng nha các bác nha, 4 thân dài và 2 thân ngắn nhé. Đó. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu nha. Đây hoa năm ngoái thầy đưa đây nha. Các bác nha. Cho hình số 39. Số 40 này các bác này. Đây các bác nhìn thấy gì cả. Mầm gốc nó vẫn chạy đây bình thường nha các bác nha. Một giò như thế này các bác nha. Cái này là đùi gà tròn của Lai Châu nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha. Cho hình số 40. Cái đấy là hàng một dề đấy nhá các bác nhá. Số 41 này. Đó, cái loại này thì lại thân nó đẹp nha các bác nhá. Thân nó đẹp mập mạp nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 450.000 nha. Này. Thân này em nói với các bác này, em đoán là hoa rất là đẹp nha các bác nhá. Hoa rất là đẹp, óng vàng luôn. Cái thân này là thân già rồi nhá các bác nhá. Cái này bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 450.000 nha. Cho hình số 41. Đây hạc vĩ đây nha các bác nha. Hạc vĩ đây nha. Đấy, có mấy thân thôi, 5 thân thôi. Nhìn nó đẹp nha các bác nha, nguyên bản từ rừng nha. Bác nào lấy cái giò này. Siêu dài luôn, tầm mét 2. Mét 1 mét 2 đấy các bác nha. Bác nào lấy cái giò này. Em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Đấy, thân nó đẹp. Nguyên bản từ rừng nha. Cho giò số 42. Đúng không? À 43 rồi. Đây nha các bạn nha. Em có một cái giò kiều mỡ gà nha các bạn nha. Kiều mỡ gà nha các bạn nha. Cái này là vườn, cái giò này là vườn em là đẹp nhất rồi. Bác nào lấy cái giò này nhá. Em để cho các bác này. Với giá là 1 triệu 500 nghìn nha. 1 triệu 500 nghìn nha. Cho hình số. Cái này cũng tức là trừ cả cắt đi nó phải rơi vào tầm 3 cân. Coi cái này gần như chồng không có công đâu mà. Vì đợt lấy ở đắt quá. Cho giò số 45, số 46 này các bác này. Đấy. Có một cây cáo và hai cây chồn. Các bác nhá, là ba cây. Đây là cáo nhá. Đây nhá. Lá này thì gần được 5 sen thôi. Mặt hoa này thì khá là đẹp cây cáo này. Còn chồn đây,
hai cây nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600 nghìn nha, 600 nghìn nha. Cho hình số 6 nha. À 46 nha. Số 47 này các bác này. Ba cây chồn nha, ba cây chồn to nha. Như thế này nha. Đó, khá là đẹp. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300 nghìn nha, 300 nghìn nha. Cho hình số 47. Số 47 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ.